thực sự anh cũng không biết nó như thế nào luôn á, tại vì trong năm nay á nó có quá nhiều chuyện xảy ra, từ cái dịch bệnh cho tới rồi những người thân, những người xung quanh mình, bạn bè đồng nghiệp mình là ra đi. Nói cách đây không bao lâu thì mọi người thấy anh cái sự ra đi của anh Chí Tài, bây giờ đến lượt Phương Quang Long. Nói chung là mọi thứ đều rất là bất ngờ, mình không bao giờ nghĩ tới, và những cái đó những cái tin trong cái hoàn cảnh là mình không ngờ chứ anh. Rất là buồn, bởi vì thật ra với Phương Quang Long thì em đi hát coi như là tại sao chút xíu, mà coi như là cũng tôi là cùng lứa cùng thời với anh. Long rất là hiền, rất là lễ phép. Mỗi lần gặp thì trường cứ nhớ mãi là về cái gặp là chào thưa, rồi từ trong nước diễn chung trong nước cho tới lúc mà đi ra nước ngoài diễn chung với nhau. Thời gian Long sống bên Mỹ thì anh cũng diễn bên đó, anh em gặp nhau là cười suốt, cứ gặp nhau là gặp là đầu tiên là Long cười liền, lúc nào cũng vui vẻ hết trơn. Thì nói tới lúc mà Long mất rồi á thì những cái gì mình, những cái kỷ niệm về Long á thì nó cứ mình làm cho mình nghĩ lại. Thấy nhóm 1088 thì xưa thì ngoài Long thì các bạn đứa em toàn là những đứa thân với trường không, Hoàng Phúc hay nào mọi người. Thì bây giờ nói chung là rất là buồn, và cái nỗi buồn này thì của mình á, mình nghĩ là mình buồn một thôi, nhưng mà chắc chắn một điều là cái người thân và đặc biệt là cái người vợ con của Vân Long chắc là buồn rất là nhiều, đau khổ. Tại vì con còn quá nhỏ, nên là một người mà trường cũng là một người cha, mình cảm nhận được cái nỗi đau mất mát đó. Cái người ra đi thì nằm xuống rồi họ sẽ không nghĩ gì hết, nhưng cái người ở lại mới là cái người phải dây dứt, phải rây rứt, phải rất là nhiều cái khổ tâm trong người mình. Cho nên khi hôm nay tới viếng cho Long để nói cái lời không được gặp mặt em lần cuối, bởi vì mọi người cũng biết là Long sống bên Mỹ, thì thôi thì tới để mình chia buồn cùng với là gia đình của Long. Thấy vợ Long khóc mà rất là đau lòng, mắt sưng hết, rồi đứa con nhỏ nữa, nên không biết nói gì. Lúc nãy anh có vô thì anh chỉ biết động viên tinh thần, nói thôi em ráng sống vì con của mình. Long có mất đi thì nằm xuống, thì nếu mà có linh thiêng thì cũng muốn thấy em mạnh khỏe, em mạnh mẽ, rồi nuôi dạy con cho nó tốt. Cho nên xung quanh còn có rất nhiều người thân và bạn bè đồng nghiệp, chỉ cần em có khó khăn, có cần gì thì chắc chắn mọi người sẽ đưa tay ra để mà giúp đỡ em, không có một cái suy nghĩ gì khác. Thì cho nên là anh chỉ biết động viên vậy thôi. Thì thôi thì hôm nay cũng cảm ơn mọi người có mặt đây để đưa cái tin này. Trường cũng mong là trường thì không có nghĩ là hôm nay sẽ phỏng vấn gì đâu, nhưng mà được nói cái cảm xúc của mình, chỉ mong là mọi người cùng trường như là cầu nguyện cho Long sớm siêu thoát, rồi được vợ ở lại thì sẽ mạnh khỏe hơn, sẽ mạnh mẽ hơn để mà nuôi con. Anh không nghe, xin lỗi anh không nghe. Em có nghe anh nói với chị là mọi người sẽ cùng nhau đóng góp để có thể hỗ trợ cho chị vợ của anh Long sau này, thì đó có phải là mọi người đang có ý định làm cái gì không? Hiện nay thì chưa có chính thức là các bạn có làm cái gì không, tại vì cái này nó rất là tế nhị, còn phải coi gia đình như thế nào. Có những chuyện trước đây chẳng hạn như nó phải coi cái mong muốn của gia đình, thì cái chuyện đó thì anh em với nhau sống nhau cái tình mấy chục năm đi ca hát, chẳng lẽ chuyện đó nó lại là vấn đề? Nó không phải là vấn đề là mình cũng phải nhìn vào cái nỗi đau của gia đình người ta, cái mong muốn của gia đình là trên hết. Còn để làm cái gì đó để mà có thể giúp đỡ thêm, hỗ trợ thêm để cho những cái nỗi đau mất mát này và những cái sự khó khăn trong cuộc sống mà phải gồng gánh hàng ngày của gia đình, của những người vợ và trẻ của Long á, thì tụi anh hoàn toàn không có nề nào để hạ chuyện đó. Thì cái này thì anh cũng để coi mọi người thế nào và coi ý định của gia đình ra sao. Vậy là bạn thân thiết với cả anh Lê Văn Long một gọi thì anh mất có việc đặc biệt nào với anh? Anh thì tụi anh thì nói chung là đi hát gặp nhau thì đủ thứ chuyện, trên nhà nói chuyện vui với nhau, rồi những cái trên tất cả những cái đêm diễn mà tôi diễn chung với nhau là những cái kỷ niệm mà gặp nhau là cái chuyện vui, chuyện gì là tôi cũng nói chuyện với nhau, rồi đi diễn xa, rồi tập nhạc với nhau, rồi những lần đi ăn với nhau đó. Thì anh nghĩ cái đó đủ là những cái mối thông tình của anh em trong đồng nghiệp suốt bao nhiêu năm. Thì tại vì thời gian sau này Long cũng bên Mỹ nhiều, anh em diễn thì show nhiều, không phải lúc nào cũng gặp nhau, nhưng mà nói chung là anh nhớ nhất những hình ảnh của Long và những ngày đầu khi mà nhóm của Long thành lập, rồi những năm sau đó khi hát những cái chương trình cho là sống xanh hay là những chương trình lớn này đó, thì gặp nhau thì dọn suốt thôi,
rất là hiền, hiền lắm. Long rất là hiền, hiền cô à, lúc nào cũng lễ phép. Đó, cái điều rất là ấn tượng à. Không, cái này thì không, cái này thì anh nghĩ là sao có thể nhắn người ta đang bối rối như thế. Bao nhiêu chuyện người ta còn nghĩ tới chồng của mình thôi, thì anh nghĩ là anh nghĩ là lúc này là mọi người nên cùng nhau để mà giữ trong cái lòng mình cái niềm thương tiếc đó đến Long, và còn mong cho gia đình Long được mau qua được những cái thời gian khó khăn này. À, Long thì không có nói chuyện về sức khỏe của mình với anh, nhưng mà anh thấy thỉnh thoảng thì do thanh niên của trẻ thì anh thấy Long lại không có nói gì nhiều về cái sức khỏe của mình. Anh bị bên rất là bất ngờ. Tới khi anh còn nghe mấy bạn đồng nghiệp như Phúc nói không, nhiều khi Long anh cũng nghe thôi, nhưng mà anh không biết thật như thế nào, thì nói Long cũng thỉnh thoảng là cũng có hay bị bệnh này nọ đó, nhưng mà anh không nghĩ nó nghiêm trọng như vậy, cho nên anh rất là bất ngờ.